Thưa quý vị, mùa đông là mùa lễ hội tại thành phố Cáp Nhĩ Tân thuộc tỉnh Hắc Long Giang của miền Đông Bắc Trung Quốc. Bất chấp thời tiết lạnh giá thì người dân nơi đây luôn có những hoạt động độc đáo như là bơi lội trong hồ băng tuyết hay gần đây nhất là xây ngôi làng người tuyết. Hơn 2.000 người tuyết đã được tạo hình và trang trí để thu hút khách du lịch tại Cáp Nhĩ Tân, Trung Quốc. Mỗi người tuyết đều có nét đặc trưng, từ mũ có màu cho đến nơ hay khăn quàng cổ. Một số người tuyết còn được trang trí màu để tách khỏi sắc trắng đơn điệu. Sự độc đáo và tỉ mỉ dành cho mỗi người tuyết khiến cho nhiều du khách cảm thấy kỳ thú và coi chúng là những tác phẩm nghệ thuật dành riêng cho lễ hội mùa đông năm nay. Bên cạnh đó, họ còn được tham gia vào nhiều hoạt động kỳ thú khác như trượt tuyết hay nhảy dù từ đỉnh núi.